chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của cháu Tân Vlog. Hôm nay bà làm món ăn rất chi là khổng to. Các cháu ơi, cuộc đời bà gần 60 rồi, xúc sinh rồi nhưng chưa bao giờ làm cốc trà sữa mắm tôm to khủng khiếp như này các cháu ạ. Các cháu hôm nay thấy clip của bà này cũng đẹp trai không đấy, rất ngầu, rất to. Ủi ủi. Ba cháu mời các bạn bằng tiếng nước ngoài đi nhá. Vâng. Đây ba cháu mời theo tiếng nước ngoài đi. Chỉ có làm thì mới có ăn. Ở cái xã hội này á, dám có chuyện đúng sai. Có súng đây nè. 2, 3. Ăn cướp. 2, 3. Ăn đầu buổi nha, ăn cướp. Các cháu có nhìn thấy cái gì đây không ạ? Các cháu ơi, đây là chiếc xúc xích thủy tinh khổng lồ siêu to các cháu này. Bà đã đi đặt ở phao sừng qua đây đó. Và bây giờ bà sẽ đi nhóm bếp để đun nước để bà làm nhá. Nấu cốc sữa trà xúc xích các cháu nhá. Còn đây là đâu các cháu nhá. Đấy. Thế là và đây là chiếc xúc xích khổng lồ đây các cháu này. Và bây giờ bà sẽ đổ vào chiếc xúc xích khổng lồ này nhá. Để làm thành một xúc xích trà sữa trân châu khổng lồ nhá các cháu nhá, siêu ngon nhá. Còn đây là có mắm tôm này, đây. Có mắm đây. Tôm. Các cháu này, bây giờ bà đưa đổ vào trước, các cháu nhìn bà này. Chết. Đấy các cháu nhìn đấy, có ngon không, đẹp không ấy. Wow. Rồi. Bà sẽ đổ một túi mắm tôm tiếp vào lửa. Các cháu nhìn bà đổ này. Này ngon không các cháu ơi? Đấy. Wow. Đấy. Và bây giờ bà sẽ lấy chiếc đầu buổi. Bà sẽ múc nước trà sữa đổ vào nhá các cháu nhá. Các cháu nhìn bà làm này các cháu ơi. Đấy. Wow. Các cháu ơi, bà hồi hộp lắm. Không biết là có thành công không hay là lại không chín các cháu nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà mở cái xoang này nhá. Bà bỏ cái xoang úp ra là bắt đầu. Hơi bỏng đấy. Ôi chết rồi.